Chỉ sau một đêm sau khi xuất hiện ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, thị trường khẩu trang y tế trên mạng xã hội Facebook Zalo lại trở nên sôi động. Điều này đã khiến cho cư dân mạng hoang mang, lo lắng. Theo đó, tại các trang bán hàng cá nhân của một số tài khoản Facebook đang giao bán khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp với nhiều giá khác nhau, từ 50 đến 100 nghìn đồng một hộp. Trước những lời quảng cáo mang tính cảnh báo dịch bệnh của người bán như dịch về rồi, không dùng khẩu trang của em sao có thể phòng bệnh. Đây là loại khẩu trang tốt nhất trên thị trường, thì người mua cũng băn khoăn lo lắng, nhiều người bán hàng online còn sẵn sàng quảng cáo, loại khẩu trang này có thể lọc được 95% bụi mịn, vi khuẩn virus, màng lọc tĩnh điện đảm bảo loại bỏ virus kích thước nhỏ như corona, để người mua thêm tin tưởng. Tình trạng này sẽ khiến cho người dân hoang mang lo lắng đổ xô đi tích lũy khẩu trang như thời điểm trước, khiến cho thị trường khan hiếm.